Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của dân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phô mai ha. Để đẹp không quý vị ơi. Chào dân. Dạ em xin chào anh Tấn, em xin chào quý cô chú anh chị trên toàn quốc. Hôm nay em có một số phô mai nha. Giảo hạt bông từ 5 tới 10 cánh. Em giao lưu với quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị xem phô và ủng hộ tiếp cho em nha. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại giao lưu của em là 0857703620. Đó cũng là số giao lưu của em luôn. Em mong quý vị xem video và ủng hộ tiếp cho em. Em cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho em ha. Em chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nha. Tất cả các cây hôm nay thì em bao phí ship toàn quốc ha. Để không làm mất thời gian thì em vào chi tiết cây phô số 1 nha. Cực kỳ to. Số 1. Rất là đẹp ha quý vị. Bon sai để bàn hết ý ha. Rồi cho chiều cao nó luôn. Dạ cao 37 nha quý vị. Hoành. Dạ 13 hoành. 13. Để đây quý vị. Bon sai để bàn hết ý ha. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ 500 ngàn. 500 mà quý vị ơi. Rồi xuống cây. Mã số 2. Cũng nguồn lực con sai luôn ha. Cao. Dạ 43 chiều cao quý vị. Rồi hoành luôn dân ơi. Dạ hoành thân 11. Rồi để đây quý vị. Để cũng rất đẹp quý vị. Giá yêu thương 400 ngàn quý vị. Rồi 400 ngàn. Rồi xuống cây. Mã số tiếp theo. Số 3. Cao. Dạ chiều cao 1 mét. 1 mét. Đang lắc lắc. Hoành em nó. Dạ hoành thân là 14. 14. Để đây quý vị. Quá xá ha, nôm luôn ha. Dạ cái mã số 3 này em vô luôn giá 500 ngàn. 500 giá yêu thương ha. Rồi xuống cây. Ai. Số 4 cao. Dạ, chiều cao là 92. Rồi, hoành luôn ha quý vị ơi. Hoành thân là 20. Chính xác, nguyên cái cũ đây. Cũng đặt hết trơn này ha. Rồi, vô luôn nha em. Dạ, cái mã số 4 này em vô luôn giá 1 triệu. Rồi, 1 triệu, rồi, xuống cây. Rồi, lên cây tiếp theo. Dạ, số 5. Đây. Dạ cao là 63. 63 rồi, xây giúp anh một vòng luôn. Đó, lắc lắc đó quý vị. Rồi, hoành em nó luôn ha. 12 hoành. Rồi, chính xác. Có đế nôm luôn nè. Cũ đặc luôn nè. Đó. Rồi, giá luôn em ơi. 700 ngàn quý vị. Rồi, 700 ngàn. Rồi, xuống cây. Lùng lực con sai đẹp ha quý vị ơi. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ, cái số 6. Số 6. Cao luôn. Dạ, cao là 63. Để đặt hết trơn ha. Rồi, hoành em nói luôn. Hơi nhỏ. À. 10. Dạ, 18 quá. 18. Để cũng xè đều như quý vị. Rồi, cho luôn nha em. Để em nói này anh Tấn. Nói gì em? Dạ, cái này nó có bị cái nhánh hả? Dạ, nhánh cắt mà em xử lý trái keo cho quý vị. Rồi. Đó cho quý vị nha, rồi 600 ngàn quý vị. Rồi, 600, rồi xuống cây. Rồi, mã số 7. Dạ, cái mã số 7. Cao. Dạ, chiều cao là 97. Rồi, xây dùm anh giúp vòng quý vị thấy đường thân của nó ha, không có lắc lắc đó ha quý vị, có tay cành luôn ha. Rồi, hoành ngay ở vị trí ngay đó. 10. 16 à. 6. Ở dưới cũ này bự nha quý vị, đo nha, trên đó 16 chứ chứ bự lắm đó. Rồi, giao luôn như em. Dạ 800 ngàn. 800 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8 quý vị ơi. Cây tay cành cũng quá xá đây nè. Dạ cao 1,2. Đó, tay cành đặt. Ủa, lộn cao 1 mét. 1 mét. À, tay cành quá xá trên ha. Thấp thân cũng thấp luôn. Củ đế đẹp luôn. Đó. 17. Rồi, chính xác.
đế này đẹp nè. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ 700 ngàn. 700 cái gì ơi? Rồi xuống cây. Giá cực kỳ dễ chơi. Rồi mã số tiếp theo luôn. Dạ, số 9. Dạ 79 chiều cao. 79. Rồi dán lắc luôn ha. Rồi mình cho cái quành luôn cái gì ơi? Rồi 20 đúng luôn ha. Để nó quý vị. Rồi, rồi. Cái này em giao luôn giá cây số 9, em giao luôn giá 600 ngàn. 600 rồi quý vị ơi. Rồi xuống cây, bao ship luôn. Còn quý vị mà xuống tới tận nhà chở thì rẻ hơn nữa ha. Quý vị chốt nguyên lô thì để giá sỉ luôn. Số 10. Cao 75. Rồi 75 cao. Để này để xài để bạn hết ý luôn quý vị ơi. Dạ 13 quanh quý vị. Rồi 13. Đó quý vị. Này để bàn hết đấy ha. Rồi giao luôn như em. Dạ 600 ngàn quý vị. 600 à. Rồi xuống cây. Anh ta chốt gì ơi. Cây đẹp ha. Giá vậy là quá sát dữ chơi ha quý vị. Dạ cây số 10. Cao. Dạ cao là 75 quý vị. 75. Quý vị ơi thích cây nào alo liền cho dân nha quý vị. Để quý vị coi tới cuối cái hồi cái quý vị quay trở lại chắc khách điện chốt mất ha. 16 quạnh. 16. Quý vị thích thì mình alo liền. Mình vừa coi mình vừa điện luôn ha quý vị. Rồi giao luôn như em. Số 10 em giao luôn giá 500 ngàn quý vị. Rồi xuống cây. Quý vị thấy thích nhớ bấm cho mình một like nha quý vị. Rồi mã số tiếp theo. Cây số 11. 11. Dạ cao 85. Rồi 85. Cây số 15. À để nôm luôn. Để bonsai hết ý. 12 quành. 12. Đó. Rồi báo giá luôn em ơi. Cây số 11 này em giao luôn giá 600 ngàn. 600 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Lên số 12 luôn. Rồi mã số 12 đi quý vị. Đó. Cao 84. Rồi xây xây luôn. 2 cây số 10. Đó, cái thân nè quý vị. Đó, con u u nần nần ha. Rồi, quanh em nó luôn. Biết. 19 quanh. Rồi, 19 quanh. Để đây. Rồi, giao luôn nhiêu em? Dạ, giao luôn giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn, xuống cây. Mã số tiếp theo quý vị. Dạ, cây số 13. Rồi, cao luôn. Cao 70. Rồi sang vòng luôn à. Để đâu vậy? Rồi quanh luôn dân ơi. Má sức đế luôn ha. 16 quanh. Đó bộ để hết đẹp, hết sức đẹp luôn. Đó. Giá yêu thương luôn đó quý vị ơi. Rồi giá em ơi. Dạ cái mã số 13 này giá 700 ngàn. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo 14 đây quý vị. Dán con bye bye đây ha. Rồi cho chiều dài em nó luôn. Dạ 1 mét. Rồi xây dùm anh giúp vòng. Cây này thì ở xa xa mình thấy trên lưng nó có cái vết thẹo nha quý vị. Dạ. Rồi thành thật khai báo ha. À, có vết lũa này nha quý vị. Lũa ha. Em xử lý chất keo nha. Ở dưới đây nó cũng có nè nhưng mà em đã xử lý có cái nhánh ha. Lũa thành cái nhánh không sao. Rồi quanh đó ở cao trên đó. Dạ 15 quành. Rồi xen dòng đế luôn nè quý vị. Để con quá xá đẹp đi ha. Cái này rồi. Em giao luôn giá 500 ngàn. 500 thôi. Giá yêu thương. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo. Dạ, 15. Cao luôn. Dạ chiều cao là 1 mét. 1 mét. Đó, có số tay cành ha. Rồi, quành em nó luôn. Dạ 20 quành. 20 quành. Để đây. Rồi, giao luôn nhiêu dân? Dạ cái này em giao luôn giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 16. 16, cao. Dạ, cao 79. Rồi, xây xây luôn.
Hoành thân là 14. Rồi, 14 hoành thân. Để em nói đây quý vị ơi. Đó. Rồi, giao luôn nhiêu dân? Dạ 400.000. Rồi, 400 quý vị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 17 quý vị ơi. Rồi, tay cạnh đoạn trên quý vị. Đoạn trên cũng đặt hết trơn đây ha. Đó. Rồi, đoạn dưới nó hơi lắc nhẹ đoạn này ha. Nhẹ thôi ha. 22 hoành. Rồi, chính xác quý vị ơi. Để ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, cái này em giao lưu giá 700.000. Rồi, có 700 mà bao ship quý vị luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 18 này quý vị. Rồi, cao nó luôn. Dạ, cao là 94. Rồi, xe giúp cho mình một vòng cho quý vị thấy đường thân của nó ha. Thân lắc hai lần ha. Đó. Rồi, 19 hoành. Để đủ quý vị, xe đủ hết trơn đây ha. Rồi, cái này em cho luôn với 600 ngàn. Rồi, 600 ngàn, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 19. Cao nó luôn. Dạ, cao 70. Dán cũng bài bài ha. Rồi, mình vô cái hoành luôn. 19 hoành ha quý vị. Giá 500 ngàn. 500 ngàn, bao ship luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 20 phải không em? 20 quý vị ơi. Cao luôn. Dạ, cao 1 mét. Mét. Rồi, hoành em nói luôn. 12 hoành. 12. 12 và có cái cộng rễ kìa. Ủa đế cũng duyên quá ha. Dạ. À. 300.000 quý vị. Rồi, 300 rồi quý vị ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. Chắc phải chịu lại một cái một xíu ha. À, đúng rồi đó. Nhóc lên. Mã số 21 nha quý vị, cao 1m3 ha. Số tay cành luôn quý vị, dáng cũng hơi bài đây ha. 14 hoành luôn ha. Đó, quý vị xem cái củ đế trước đây ha. Đó, củ đế em đó ha. 300.000 quý vị. Rồi, 300.000 được cây mai dáng bài luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 22. Đó. Rồi, cao em nó luôn. Dạ, cao 1m1. 1m1. Số tay cành. Ba cao đó. Hoành. 15 hoành, để đây. Giao luôn như em. Dạ, 300.000 quý vị. Rồi, 300.000 nha quý vị. Rồi, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Ok, hiểu lên luôn. Rồi. Mã số 23 ha. Dán cũng hơi lắc các quý vị. Rồi 1m2 cao. Lá còn xanh đâm tầm luôn. Đó. Thân lắc đây quý vị. Rồi. Quay xong lật lá sạch luôn cho quý vị luôn. Dạ 17 của anh. Rồi 17. Củ đế đây. Đó. Rồi 700.000. Rồi 700.000 quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 24. Số 24. À, 24 này cao khoảng 1m4 đi. Rồi 1m4. Đó quý vị. Ngang 1m06. 1m06. Tay cành cũng khá ha. Rồi, hoành em nó. Dạ, 19 hoành. 19, có cái củ đế rồi quý vị. Quá xa rễ luôn ha.
24 này em giao luôn giá 1,2 triệu. 1,2 triệu quý vị. Này mà 5-2 năm nữa nó bự lên, cái nhìn cái cũ này đặt kẹo luôn á ha. Rồi quý vị, mình đến đây là kết thúc nha quý vị. Rồi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo dân ha quý vị. Còn quý vị nào xem chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.